không phải của Anh hay Mỹ, cũng không phải Liên Xô. Chiếc máy bay đầu tiên ném bom vào thủ đô của Đức Quốc xã là của Pháp. Máy bay SNCACNC 223.4, biệt danh Jules Verne, là một biến thể vận tải hạng nhẹ của dòng máy bay Farman F-220. Biến thể NC 223.4 chỉ có 3 chiếc và khi chiến tranh nổ ra cả 3 được Hải quân Pháp trưng dụng cho nhiệm vụ tuần tra. Riêng chiếc Jules Verne được đặt dưới quyền chỉ huy của một vị sĩ quan 38 tuổi có tên là Henri Laurent Dallier, một trong những người tham gia lập kỷ lục về quãng đường bay xa nhất mà một thủy phi cơ đạt được. Đến ngày 6 tháng 5 năm 1940, Jules Verne bắt đầu được chuyển đổi thành máy bay ném bom với 8 mấu cứng được lắp lên cánh. Mỗi mấu có thể mang một quả bom nặng 250 kg, tổng là 2000 kg. Một khẩu súng máy đan mồ 1933 được trang bị để phòng thủ trên máy bay. Vị trí hoa tiêu và xạ thủ ném bom cũng được thêm ở phần mũi. 4000 lít nhiên liệu bổ sung và máy bay được sơn đen lại để tránh bị phát hiện trong đêm tối. Sau khi chuyển đổi, Jules Verne tham gia vào các nhiệm vụ trinh sát, ném bom vào các vị trí, phòng tuyến và hậu cần của quân Đức, thậm chí là các thành phố ngoại ô phía bắc nước Đức. Chiếc máy bay SNCACNC 223.4 có biệt danh Jules Verne cùng phi hành đoàn. Cùng thời gian với chiến dịch Paula của Đức nhằm vào các đơn vị không quân của Pháp tại Paris, một chiến dịch ném bom trả đũa vào Berlin để vực dậy tinh thần người Pháp đã được Dallier và các cộng sự bí mật chuẩn bị. Jules Verne cất cánh vào chiều ngày 7 tháng 6 năm 1940 và đến Berlin vào lúc nửa đêm, mang theo 8 quả bom 250 kg treo trên cánh và 80 quả bom cháy 10 kg được giấu trong thân máy bay. Chiếc máy bay vòng qua biển Bắc, Đan Mạch, biển Baltic, bay qua thành phố Stettin của Ba Lan để tìm đường vào Berlin. Để không bị phát hiện, Dallier đã cho máy bay hạ thấp độ cao xuống sân bay Tempelhof như đang muốn hạ cánh, khiến quân Đức lầm tưởng rằng đó là máy bay phe mình. Khi đang bay với tốc độ 350 km/h ở độ cao chỉ 100 m, phi hành đoàn trên Jules Verne cuối cùng đã nhìn thấy mục tiêu của mình, nhà máy Siemens ở vùng ngoại ô, và bắt đầu thả bom. Trong lúc thả 80 quả bom cháy xuống bằng tay thì pháo phòng không của Đức cũng bắt đầu khai hỏa nhưng thất bại. Cả phi hành đoàn may mắn thoát nạn và hạ cánh an toàn xuống sân bay Orly, gần Paris vào sáng ngày 8 tháng 6 sau chuyến hành trình kéo dài 11 giờ 40 phút. Sự kiện này đã gây chấn động dư luận Pháp. Tất cả các tờ báo đều đưa tin về sự kiện này như một tia hy vọng le lói trong những giờ phút đen tối nhất của tháng 6 năm 1940. Chiếc NC 223.4 sau đó tiếp tục thực hiện vài nhiệm vụ khác trước khi bị chính cơ trưởng Dallier ra lệnh phá hủy nhằm tránh chiếc máy bay bị rơi vào tay của Đức Quốc xã. Còn chỉ huy Dallier cũng hy sinh trong một nhiệm vụ trinh sát vào ngày 11 tháng 10 năm 1942 tại Liberia. Thi hài của ông sau đó được chôn cất tại thủ đô Dakar của Senegal. Theo Soha. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.